Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Vida Shop. Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vida Shop. Bữa nay quay trở lại có một cái sản phẩm mới của E3 mới xuất xưởng đưa về. Một xuống sản phẩm giúp cho dàn karaoke gia đình của bạn bảo vệ lại cái nguồn điện, đồng thời nó bảo vệ các thiết của gia đình trong cái dàn dòng đó nhận máu. Thì đây là cái sản phẩm về nguồn của E3. Thì một cái thương hiệu khá là ok trong một sau qua với một số cái sản phẩm như là Micro hay là E3 D8000, Micro V660 là những cái phân khúc sản phẩm cao cấp với giá thành khá ok. Đây thì giờ cùng nhau đập hộp cái bột kiểm soát này xem nó có gì khác so với những cái kiểm soát nguồn khác trên thị trường và nó giúp ích gì cho cái bộ dàn. Ok nhà bạn, ở đây là cái kiểm soát nguồn của nó khá là nặng, cái nguồn này khá là nặng. Đây, cái sổ gì đây, hướng dẫn Trung Quốc, sổ hướng dẫn từ Trung Quốc. Đây, mặt trước mặt sau của nó. Kiểm soát nguồn thì thực chất ra là sản phẩm nó giúp bảo vệ các cái thiết bị trong cái dàn của nhà bạn. Nếu mà cái dàn nhà bạn nó tầm khoảng 30-40 triệu trở lên á, thì Vũ đề xuất nên có thêm kiểm soát nguồn nữa để nó bảo vệ cái nguồn điện, cái dàn máy nó tốt hơn, nó giúp cho cái sản phẩm nó duy trì tốt hơn. Một cái kiểm soát nguồn này giá khoảng tầm từ là thường thì khoảng triệu mấy, lại cao khoảng 3 triệu. Thì nếu mà dàn nhận máy nhà bạn tầm 30-40 triệu trở lên thì mua cái về bảo vệ thiết bị, tại thiết bị mình xịn mà có cái thiết bảo vệ nó vẫn ok hơn, còn dưới giá thấp thì chắc khỏi cần, tại giá rẻ thì mua cái này thêm tốn tiền, thì thay vì tiền đó mình bỏ thêm mình mua được xịn đi nó ok hơn. Bây giờ cùng cắm điện vô đánh giá thì tổng quan nó cũng, mặt trước là làm bằng thép gì đây, chắc là thép màu bạc. Nó có 8 cổng nguồn điện ra với một cái màn hình LED, một cái công tắc on off. Đây, hai cái nguồn điện phía trước, 8 cái mặt phía sau, mặt phía sau nguồn ra. Rồi giờ thử cắm điện qua coi sao. Nó có cái màn hình thể hiện cái số volt đây, hiện tại điện áp là đang là 219 volt, nó ổn định nguồn điện. Mấy khi mà tắt nó, khi mở lên thì nó chạy từng thiết bị một, ví dụ các cái thiết bị bạn các bạn cắm phía sau này nhiều cái thiết bị 1 2 3 4 5 6 7 8 thiết bị thì nó sẽ nhảy từng thiết bị một, nó khỏi làm chập điện, nó đỡ cái nguồn điện đột ngột hơn. Thì cái kiểm soát nguồn này các cái phòng karaoke kinh doanh với những cái dàn gia đình mà cao cấp thường người ta dùng nó để mà kiểm soát cái nguồn điện vào ra cho cái dàn máy dùng nó hoạt động bền bỉ hơn, bảo vệ thiết bị tốt hơn. Ok, tiếp tục với cái video nãy về cái sản phẩm E3T8, cái bộ kiểm soát nguồn này. Nãy bạn quay phim quay cho mình mà giờ bạn đi mất tiêu rồi. Tết nhất tới nơi nhiều đơn quá. Cái chạy bạn đó thường làm marketing bây giờ cũng chạy luôn mà. Giờ cái này đầu tiên là mở nguồn lên là nó sẽ cái mà đèn màn hình này nó luôn hiển thị cái nguồn ampere volt đầu tiên. Thì đó thì mở lên nó nhảy số từ từ đó, nó nhảy 1 2 3 4 đó, tương ứng với các cái cổng phía sau này. Anh em gắn vô thì nó nhảy lên từ từ thì nó tốt cho cái thiết bị ra, nó không có bị điện nó lên đột ngột, điện nhà mình nó không có lên đột ngột với thiết bị nó nhảy lên từ từ, mở từ từ lên. Còn hai cổng phía trước này thì là khi nào nó cũng có điện hết, nó không ấy. Còn 8 cổng phía sau thì nó nhảy lần lượt theo cái 8 cái nút này, thì tương tự khi tắt cũng vậy, ví dụ tắt cái thì nó cũng sẽ tắt từ từ. Nó rất an toàn, rất an toàn cho thiết bị. Thì khi cái dàn mình nó tầm 30-40 triệu trở lên á thì mình mua thêm cái này mình chơi
Tại cái này giá nó khoảng 2,9 triệu, 2,9 triệu là trong cái khúc giá nó cũng khá cao. Có một số cái khác nó khoảng 2 triệu thì nó rẻ hơn, thì chắc chất lượng bên trong nó yếu hơn cái này. Ngoài ra cái này nó có thêm cổng sạc USB 5V 1A nữa, và nó có thiết bị cái nút này nữa, tức là ấn vào cái là nó sẽ tắt cái chức năng của cái này. Cái này thành giống như cái bộ điện gắn điện của nhà mình thôi. Đó, cái này là khi mà bật lên cái là nó tắt, bật tắt không tắt nó không còn tác dụng nữa, tại giờ nó luôn có điện, nó giống như cái bộ chia điện ở nhà thôi. Thì cái này là giống như có thể là làm như cái bộ chia điện ở nhà mà bộ xịn hơn, mình muốn điện lên từ từ thì mình dùng cái chức năng của cái này, còn không muốn lên từ từ thì mình bấm vô cái này cho nó mở đồng loạt lên, cũng có thể làm bộ chia điện ở nhà được. Ok, đó là cái về cái sản phẩm này thì giá này. Cái này là 1,2,9 triệu, 2,9 triệu bảo hành 1 năm, có tem chính hãng của E3. Ok, vừa rồi là Vũ đã quay cái video về cái sản phẩm E3 T8 này. Hy vọng với cái video vừa rồi có thể giúp ích được cho bạn thêm đôi điều gì đó trong cái quá trình sử dụng thiết bị. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các video lần sau. Nhớ subscribe kênh của Vida. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay. Và có ai mua hàng, giới thiệu cho shop mình với. Số điện thoại liên hệ dưới tiêu đề video nhé.